Năng lực để yêu thương. Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Phi Error Nhất đoạn 1 câu 22. Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã, đầy sự ích kỷ và vụ lợi. Nhưng là cơ đốc nhân, chúng ta vốn không thuộc về thế gian. Vậy nếp sống mà Kinh Thánh dạy chúng ta về tình yêu thương là như thế nào? Và làm sao để có thể yêu thương? Xin chúng ta suy ngẫm lời Chúa trong Phi Error Nhất đoạn 1 câu 22 để cùng nhau học và được nâng đỡ trong hành trình sống cho Chúa mỗi ngày. Thư Phi Error Nhất được viết bởi Phi Error là sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ gửi cho những người Do Thái sống rải rác khắp các vùng Tiểu Á. Ông gọi họ là những khách lạ, có nghĩa là những người ngoại kiều, những người tạm trú. Nhưng cũng có nghĩa khác rằng họ là những lữ khách trên đất, họ không thuộc về thế gian này. Câu Kinh Thánh Phi Error Nhất đoạn 1 câu 22 được tác giả dùng để khích lệ các tín hữu sống trong sự hòa thuận bởi đã được ân điển và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và lời đó cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay. Tác giả viết: nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Trong câu Kinh Thánh này, tác giả đã sử dụng hai từ khác nhau để chỉ về tình yêu. Lần đầu tiên, tác giả dùng từ Philadelphia để nói về tình huynh đệ, và lần thứ hai, tác giả dùng từ Agape để nói về lòng yêu thương nhau tha thiết như Đấng Christ đã yêu. Chúng ta dự phần trong cả hai loại tình yêu này. Vì cùng là con của Chúa nên chúng ta có tình huynh đệ với nhau, và vì thuộc về Chúa nên chúng ta có tình yêu giống như Ngài. Nhiều triết lý ngày nay chỉ cách để người ta thành công bằng việc khéo léo sử dụng người khác để đạt được điều mình muốn. Nhưng lời Chúa trong câu Kinh Thánh này dạy chúng ta về một tình huynh đệ chân thành. Chân thành có nghĩa là không vụ lợi, là đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình, là thành thật yêu thương bằng tấm lòng trong sạch. Nhưng từ khi sa ngã, con người bị tội lỗi làm méo mó vẻ đẹp bên trong nguyên bản mà Đức Chúa Trời tạo dựng. Chúng ta sống cho chính mình, nghĩ cho mình và vì mình nhiều hơn. Vì thế, việc chúng ta có thể có tình yêu như Chúa là một phép lạ mà chỉ có Chúa mới có thể làm. Điều đó diễn ra như thế nào? Khi chúng ta vâng phục chân lý, vâng phục chỉ về việc tiếp nhận phúc âm và bước đi theo phúc âm. Chúa Giêsu mô tả tầm quan trọng của sự vâng phục thật rõ ràng trong Luca đoạn 6 câu 46. Sao các con gọi ta Chúa mà không làm theo lời ta phán? Sự vâng phục là bằng chứng của việc chúng ta đã thực sự gặp Chúa và được biến đổi. Khi được biến đổi, Đức Thánh Linh sẽ thanh tẩy, tái sinh tâm linh và đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta. Ngài khiến chúng ta có thể yêu như Ngài yêu. Sự thanh tẩy này không mua được tình yêu của Đức Chúa Trời, nhưng phản chiếu tình yêu đó. Chúng ta không tự mình cố gắng để yêu hoặc tạo ra tình yêu được. Có chăng đó chỉ là sự nỗ lực trong một giới hạn, và khi vượt ra khỏi giới hạn đó, chúng ta mệt mỏi và vỡ vụn. Tình yêu mà chúng ta dành cho nhau và cho thế giới tối tăm này phải đến bởi Thánh Linh, bởi sự vận hành của Ngài trên đời sống của chúng ta. Sứ đồ Giăng đã viết ở Giăng Nhất đoạn 4 câu 7 rằng: thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Lời Chúa nhiều lần khẳng định tình yêu thương chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời, vì Ngài là tình yêu thương và ai thuộc về Ngài thì có tình yêu thương đó ở trong mình. Yêu thương cũng là điều chúng ta phải học và khát khao thực hiện, như sứ đồ Phi Error đã viết: hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Từ hết lòng nhắc chúng ta rằng việc bày tỏ tình yêu cần phải có sự nỗ lực, luyện tập và liên tục. Hết lòng yêu thương, hết lòng tha thứ, hết lòng nhân từ, những chúng ta làm được vì chúng ta có tình yêu hết lòng của Chúa Giêsu. Đỉnh điểm của tình yêu hết lòng ấy là thập tự giá. Tại thập tự giá, Ngài đã chết để sống lại
và đem con người đến với sự phục hòa với Đức Chúa Trời và với mọi người, đặt vào lòng những người ghen ghét và tư kỷ như chúng ta nguồn tình yêu vĩ đại của Ngài. Hiện bên trong chúng ta đang có một đấng đầy năng lực và đầy tình yêu thương, sẵn sàng giúp sức và ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Hãy để Ngài hành động, biến đổi tâm linh chúng ta. Hãy cầu xin đấng ấy ban năng lực để chúng ta cũng yêu nhau như chính Ngài đã yêu. Chúng ta đang như thế nào? Chúng ta có đang sống và bày tỏ tình yêu của Ngài cho mọi người xung quanh? Chúng ta có đang mệt mỏi khi yêu thương một ai đó? Hãy đến với Chúa ngay giờ này và xin sự giúp đỡ của Ngài.